đừng đừng chấm màn hình, chấm màn hình nó lấy nét trong tí nó ảo lắm. Khả năng phải mua cái máy quay thôi. Quay đi, nói đi em quay. Quay rồi à? À, bây giờ Linh sẽ test cái lọ Corona S1 này cho các bạn nhá. Đây có chữ S1 này, thì là cái lọ này là lọ rửa các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ rửa test cho anh em xem thực tế anh em nhá. Thì anh em có thể nhìn thấy đây, đây là cái sợi xích hôm nay cũng vẫn là màu vàng, sên màu vàng. Đấy, thì chủ xe đi chưa có rửa lần nào cả, thì hôm nay Linh mượn về để cho anh em mình test cái clip này. Đấy, thì các bạn có thể nhìn thấy bên sau, đằng sau xích này. Đó, các bạn nhìn thấy nó rất là dơ các bạn nhá. Bây giờ Linh sẽ test các bạn nhá. Đấy, mình sẽ test cái sản phẩm này. Thì anh em mình mở cái nắp này ra. Mở cái nắp này ra thì anh em mình có một cái vòi. Có một cái vòi này, và các bạn gắn lại cho mình là các bạn xịt trực tiếp đây. Đấy, Tuấn Hữu Anh mở máy nổ máy cái, nổ máy vào số để cho nó quay. Các bạn lắc đều lên. Các bạn lắc đều lên nhá các bạn nhá. Đó, như này, các bạn xịt thẳng vào. Các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy nhớt nó ra này, rất là bẩn này. Đó, nó ra này. Rất bẩn đấy các bạn nhá. Đây, các bạn xịt vào. Đó, cái này thì các bạn quay đều nhá. Và sau đó là anh em có thể là dùng, nếu như mà xích nó bẩn quá như này ấy, thì anh em có thể dùng thêm cái bàn chải vào, anh em xỉa vào những cái răng này nữa để cho nó sạch. Đấy, xỉa nó như này. Và các bạn có thể là cho vào cái rãnh này. Cái này các bạn để xa nhá, không là mất tay nhá anh em nhá. Mất tay lưu ý là anh em phải cẩn thận từ từ nhá, không là mất tay đấy, cái này nó quấn vào là mất ngón tay của các bạn, thậm chí là cả bàn tay luôn anh em. Đó, các bạn tì xong rồi bắt xịt lại cho Linh một vòng nữa. Thì một cái lọ này mil của nó là 400 mil các bạn nhá, 400 mil rất là đặc luôn này anh em. Đó, bây giờ Linh sẽ cho nó chạy khoảng tầm 1-2 phút, sau đó là mình sẽ rửa lại bằng nước để cho anh em xem cái sản phẩm cuối cùng các bạn nhá. Sau khi mình để cho nó ngấm rồi thì bây giờ là bắt đầu Linh sẽ dùng cái vòi áp suất, Linh vòi nước để Linh xịt nha các bạn nhá. Thì cái sản phẩm mình sẽ cất lên trên này nhá. Các bạn nhìn đâu, nước vào phát nó sáng luôn này. Đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy dưới nước nó rất là bẩn nhá. Rồi, ok. Mình vừa rửa xong rồi các bạn nhá. Thì anh em có thể nhìn thấy đây, đây là một cái sợi xích như lúc đầu các bạn nhìn thấy nó rất là bẩn các bạn nhá. Thì đây là một cái bộ nhông xe đĩa sử dụng rất là lâu rồi, thì cái nó phần màu nó đã bị xuống màu các bạn nhá. Đấy, thì anh em có thể nhìn thấy Linh này, cái ngón tay Linh này, sau khi rửa xong Linh lau lên sợi xích các bạn nhá. Đấy, rất là sạch nha các bạn nhá. Đó, đây, anh em có thể để ý đây, rất là sạch. Đó, rất là sạch các bạn nhá. Thì cái phần này là cái phần mà anh em rửa xích ở nhà, thì anh em lưu ý cho mình là khi Linh tặng cho anh em cái bàn chải này, thì các bạn lưu ý cho mình là cái phần anh em để vào cái rãnh này, để anh em mình cẩn thận nhá, không là nó quấn vào đây. Đấy, thì khi anh em mà muốn an toàn ấy, thì các bạn chịu khó là quay tay cho Linh, quay bằng tay, quay tay cho bánh nha. Và các bạn lăn ra trước như này. Đấy, thì là sẽ không bao giờ bị đảm bảo là nó bị quay vào đây anh em nhá. Đấy, thì là mình vừa rửa cho anh em xem xong rồi. Thì anh em có thể để ý là cái rãnh xích lúc đầu là các bạn nhìn nó rất là bẩn. Đấy, rất là bẩn các bạn nhá. Rất là bẩn. Bây giờ Linh rửa rồi là rất là sạch rồi này anh em này. Rất là sạch rồi. Đó, rất là sạch rồi nhá. Đấy, thì bây giờ là những cái chỗ này là mình sẽ phải dưỡng lại. Thì bây giờ Linh sẽ test lọ dưỡng cho các bạn nhá. Bây giờ Linh sẽ test cái lọ dưỡng xích này cho các bạn nhá. Thì đây là cái lọ dưỡng xích thì có cái chữ S2 này anh em. Đấy, thì Linh sẽ test cho các bạn nhá. Thì đặc biệt là cái lọ này cũng vẫn là 400 mil và rất là đặc các bạn nhá. Các bạn vẫn lắc đều lên. Trước khi dùng thì các anh em lắp vòi và anh em lắp quay lắc đều lên cho cái sản phẩm nó hòa trộn các bạn nhá. Sau đó là các bạn xịt trực tiếp vào sản phẩm. Thì các bạn có thể nhìn thấy sau khi Linh xịt xong đây. Đấy, này các bạn này. Đấy, nó thẩm thấu luôn các bạn nhá. Linh xoay đều nhá anh em, xoay đều anh em xịt. Cái này thì anh em quay bánh thì anh em nó sẽ dễ dàng hơn. Cái lọ dưỡng xích này thì là nó chống văng, và đặc biệt là cái nó ưu điểm của cái lọ dưỡng xích Corona siêu virus này ấy, thì là anh ấy, nó hạn chế bám cát sỏi các bạn nhá. Rất là hạn chế bám cát sỏi. Đấy các bạn này.
Đấy, sau khi là mình rửa xong và tẩy xong bằng cái combo Corona này thì bây giờ Linh nhá, cho anh em xem này, cái độ nhớt của nó, độ nhờn của nó nha các bạn nhìn này. Độ nhờn rất nhiều các bạn nhá, rất là nhiều nhờn này. Đấy, độ nhờn rất nhiều. Đặc biệt là anh em có thể là cái bộ sản phẩm này là cái sản phẩm mà chống bám cát sỏi các bạn nhá. Chống bám cát khi anh em mình chạy xích nó văng lên ấy thì là nó chống được cái cát nó bám vào sợi xích để giúp cho mình cái sợi xích của mình nó đặc biệt là nó sạch hơn. Đấy, sau khi các bạn dưỡng rửa và nó bôi trơn các bạn nhá. Hello, xin chào các bạn nhá. Chào các bạn đã quay lại kênh Lê Lĩnh Vlog của mình. Thì như lúc đầu Lĩnh đã test cho anh em cái sản phẩm mà hôm nay Lĩnh muốn giới thiệu anh em rồi, là cái sản phẩm mới các bạn nhá. Thì cái sản phẩm mà Lĩnh muốn giới thiệu anh em thì anh em biết đến rồi, anh em cũng vừa xem Lĩnh test rồi. Thì đây là cái lọ dưỡng rửa xích của Corona nhập khẩu chính hãng XMR các bạn nhá. Thì đây là một cái combo sản phẩm để dùng cho tất cả được các loại sên xích các bạn nhá. Thì anh em có thể để ý là nhiều anh em sẽ hỏi Lĩnh là có dùng được cho các xích phớt không, thì anh em có thể để ý đây, các hãng xích đây. Đấy, thì anh em có thể là O-Zing này, X-Zing này, Z-Zing này, tức là xích nào cũng dùng được anh em. Thì đặc biệt là cái lọ dưỡng xích này thì anh em như lúc vừa rồi Lĩnh test ấy, là cái lọ S2 này. Đấy, là cái lọ này là mà chống bám mà cát sỏi, đặc biệt là nó chống bám cát sỏi thì sẽ giúp cho mình cái sợi xích mình sẽ sạch hơn là những cái dòng mà dưỡng xích mà nó bám lì lại những cái phần cát sỏi, nó ảnh hưởng đến tuổi thọ của xích các bạn nhá. Thì cái lọ dưỡng này là màu xanh anh em nhá. Còn lọ vàng này là cái lọ rửa. Lọ rửa này thì anh em dùng bằng bàn chải anh em đánh lại thì nó rất là sạch và đẹp các bạn nhá. Thì cái lọ này là lọ dùng được cho tất cả các dòng xích các bạn nhá. Đấy, thì lọ dưỡng rửa xích này thì là nhập khẩu chính hãng của X1R. Và anh em biết đến cái thương hiệu xích xích Corona rồi. Thì là một cái thương hiệu dòng xích rất là chất lượng nha các bạn nha. Thì là công ty đã sản xuất luôn một cái combo dưỡng rửa xích của Corona luôn anh em. Đấy, thì một cặp sản phẩm cao cấp ở đây anh em nhá. Thì hôm nay khi anh em mình mua một cặp sản phẩm này ấy, thì là công ty sẽ tặng cho các bạn một cái bàn chải. Thì cái bàn chải là mặc định là màu xanh hoặc màu đỏ thì cái này nó không quan trọng các bạn nhá. Thì combo anh em mua một combo này này, mua một combo này thì anh em mình sẽ được tặng một cái bàn chải như này. Đó, thì là màu đỏ màu xanh tùy ý các bạn nhá, không quan trọng vì cái này nó chỉ là cái bàn chải để cọ thôi. Thì anh em mình có thể thấy là lúc đầu cái sợi xích nó rất là bẩn đấy, trên tay đây. Thì anh em mình có một cái bàn chải nữa về để cho nó chăm sóc nó hoàn thiện hơn anh em. Đấy, một combo này các bạn nhá. Thì hôm nay Lĩnh cũng thông báo cho anh em một số anh em fan Way 100 ấy, Way 100 các bạn nhá. Thì những cái dòng Way 100 từ đời hay còn gọi là Way GS đi anh em. Thì cái đồng hồ LED này, cái đồng hồ LED này thì đã về hàng các bạn nhá. Lĩnh hết một thời gian cách đây khoảng tầm 15 hôm rồi thì hôm nay đã về hàng. Thì anh em biết đến cái đồng hồ LED rồi các bạn nhá. Đấy, cái đồng hồ LED đây. Đây là đồng hồ LED các bạn nhá. Thì cái đồng hồ này là dùng zin cho Way GS, tức là Way 100 đấy anh em. Thì đồng hồ bên mình đã có dán tem bảo hành của Lĩnh này. Đấy, thì tem bảo hành đây anh em nhá. Tem bảo hành đây, cả tem bảo hành của hãng đây các bạn nhá. Đó, đây là tem bảo hành. Thì tất cả những phần jack cốt này ấy, thì là tất cả các bạn về chỉ việc cắm như zin và các bạn dùng thôi. Đấy, chỉ cắm như zin và các bạn dùng các bạn nhá. Thì cái sản phẩm này Lĩnh cũng đồng thời là Lĩnh cũng đã đăng lên Shopee và anh em mua hàng ấy, thì nếu mà anh em mà chưa biết ấy, thì Lĩnh sẽ để cái đường link Shopee của Lĩnh ở bên dưới phần mô tả các bạn nhá. Đó, đây là cái đồng hồ này, tất cả jack cốt này đều cắm như zin các bạn nhá. Thì ở bên dưới cái phần mô tả Lĩnh cũng để luôn cái đường link lắp ở cái đồng hồ này luôn các bạn nhá. Đấy, cho các dòng xe Way 100 đấy anh em, tất cả jack cốt đều lắp như zin các bạn ạ. Từ jack còi đèn và jack tổng ở dưới này. Đấy, tất cả các bạn về các bạn chỉ tháo ra và các bạn lắp như zin thôi. Thì cái đồng hồ này Lĩnh có một clip review rồi anh em nhá. Lĩnh để cái đường link ở cái đồng hồ này ở dưới các bạn nhá. Đấy, thì cái sản phẩm mà hôm nay Lĩnh muốn tập trung đến với các bạn ấy là cái sản phẩm này. Đấy, thì như cái bộ sản phẩm dưỡng rửa xích rất là quan trọng với anh em mình hay chăm sóc xe, yêu mến xe như yêu vợ mình các bạn nhá. Đấy, như này các bạn, hôm nay sẽ được tặng một bàn chải này các bạn nhá. Ok, clip Lĩnh xin phép dừng đây các bạn nhá. Xin chào, hẹn gặp lại anh em, bye bye.